Việt Anh xin cảm ơn quý vị. Chúng ta trở lại chương trình Văn hóa và Con người hàng tuần được phát hình vào mỗi chiều Chủ nhật và phát lại vào sáng thứ hai. Tuần trước chúng ta đã gặp gỡ với nhà văn Trọng Phong Vũ và chúng tôi đang nói về tác phẩm Việt Nam, Nỗi đau và Niềm hy vọng. Vậy thì cái câu hỏi kế tiếp mà Việt Anh được hỏi nhà văn Trọng Phong Vũ thì những vấn đề tiêu cực đã xảy ra tại hải ngoại. Nó không phải là chúng ta không bị sự đàn áp, chúng ta không bị sự áp bức của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng vẫn có những vấn đề tiêu cực, cũng vẫn có những người làm những cái điều tiêu cực. Thế thì ở hải ngoại này, chúng ta có phải vì quá tự do, cho nên quá tự do và con người ta có lòng khoan dung, con người ta có những đạo đức đối với những người sống ở trong nước nhiều quá mà người ta dễ rơi vào những cái cạm bẫy của những người mà muốn tiếp cận với những cái công việc ở bên trong nước hay không? Vâng, thì nói chung là cái ảnh hưởng xã hội và những ảnh hưởng, những chuyện xảy ra xung quanh đều ít nhiều nó đều có những cái tương giao, nó có những cái tác động tới với nhau cả. Thì cái chuyện đó chúng ta cũng không lấy gì làm lạ nếu mà vì một lý do nào đó dư luận đã bị lái theo chiều này hoặc lái theo chiều kia, hoặc là có những cái nhìn lệch lạc về một số vấn đề, thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thế. Dạ, thưa chị. Vậy đối với ông Trần Phong Vũ thì có một vài cái hiện tượng nó liên quan tới tôn giáo. Dạ. Thì ông nghĩ sao về những cái vấn đề đó và ông muốn nói gì với những độc giả của ông hay là những người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại này, họ khi họ gặp phải những cái hoàn cảnh như vậy thì họ phải nên làm gì? Thì chị có thể nói rõ hơn. Ví dụ như trong cái tác phẩm này, ông có nhắc tới một cái vấn đề, nghĩa là thường xuyên là gần nhất là hay có một cái sự nối kết giữa một cái đài truyền hình, một cái trung tâm âm nhạc với những hoạt động tôn giáo để mà nói là chúng ta ca ngợi và vinh danh Chúa. Thế thì những cái vấn đề đó, ông theo ông thì nó như thế nào, nếu ông nghĩ rằng là cái bản thân của người Kitô hữu, người ta có một số người thì ủng hộ, có một số người nghĩ là ồ đây là làm việc Chúa thì cũng họ ủng hộ, nhưng mà cũng có những người thì họ cảm thấy rằng là điều này xúc phạm tới phúc âm. Thế thì ông nghĩ sao về vấn đề này? Thì như tôi đã nói ban nãy, cái sự thật trước sau vẫn là sự thật, và vì vậy cho nên chỉ nói hồi toạt, nói một cách cụ thể đó, ở đây là liên hệ tới cái vấn đề Gloria 1, Gloria 2, Gloria 3, mà cụ thể trong cái mùa Giáng sinh vừa rồi thì ở Saint Columban đã đưa cái ban nhạc của Thúy Nga vào trình diễn ở nhà thờ. Thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi, đây nó là một cái fact, một cái sự kiện, thành ra không phải là vấn đề nói xấu hay là cái vấn đề bịa đặt ra để mà nói một cái sự kiện không có, đây là một sự kiện có thật. Vậy thì tôi xin thưa ngay rằng là tôi là một trong những người đứng về phía không chấp nhận cái việc mà đưa một cái ban nhạc đời vào trong cái cung thánh, một cái nơi thánh thiêng của người Công giáo. Và tôi được nghe một vị linh mục có bằng tiến sĩ về phụng vụ, tôi nói thẳng đến tên của ngài là cha Trần Ngọc Hùng, là dưỡng tử của đức ông Nguyễn Đức Tiến vừa mới qua đời. Ngài nói một cách công khai, không phải nói riêng với tôi, trong một cái buổi tĩnh tâm, mà ngài nói thẳng một câu mà tôi rất là xúc động và cũng là cảm khái và rất là kính trọng ngài ở cái chỗ ngài thẳng thắn. Ngài bảo giữa linh mục với chúng tôi không muốn có cái sự tranh chấp, không có muốn có cái sự nói, thành ra tôi không có nói ra. Nhưng mà khi giáo dân nào hỏi, tôi sẽ trả lời. Và câu trả lời của ngài là ngài không chấp nhận cái việc làm đó, giống hệt như là cái quan điểm của tôi. Thành ra từ đó nếu có ai mà đi ngược lại đó, thì không phải vì thế mà tôi phải rút lại cái quan điểm của tôi. Bởi vì quan điểm của tôi là muốn bảo vệ cái sự tinh tuyền, sự thánh thiêng của nhà Chúa. Cái nơi mà ngày xưa 2000 năm trước Chúa Giêsu bước vào đền thờ Jerusalem
trong một cái ngày hội mà người ta đưa cả bồ câu rồi thì chiên lửa vào trong đó, rồi đưa cả những cái bàn ra để mà bày tiền ra để mà đổi trác lẫn nhau. Và lần đầu tiên và cũng là suốt trong 3 năm giảng dạy, ngài đã nổi giận và ngài đã xô đẩy tất cả những cái, lật những cái bàn đó và rút thắt lưng ra quất vào những cái kẻ buôn bán ở nơi đó và bảo nhà ta, nhà cha ta là nhà để mà thờ phượng, không phải là cái nơi để mà cho bọn buôn bán tụ tập. Thế thì cái chuyện đó là cái chuyện mà làm gương để cho chúng tôi ngày hôm nay là những tín hữu của ngài phải đi theo cái con đường đó. Cho nên bất cứ những cái lời phản biện ngược lại không làm chúng tôi nao núng, và cũng không phải vì thế mà chúng tôi nổi giận. Chúng tôi chỉ từ tốn trình bày quan điểm của tôi. Thế thôi. Đó là thì mong rằng là có thể quý vị có thể hiểu được. Và những ai cần tranh chấp, cần tranh luận thì chúng tôi sẵn sàng tranh luận trong tinh thần ôn hòa, trong tinh thần anh em để tìm hiểu lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái một trong những điều được ghi vào tập sách Việt Nam Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng. Không phải chúng ta chỉ nói chuyện Việt Nam, ở bên trong Việt Nam mà chúng ta nói tới cái thái độ tích cực của chúng ta, cái nền, một cái nền văn hóa rất là rộng mở ở đây, nhưng mà chúng ta nhìn nhận cái sự việc và chúng ta suy luận là chúng ta có một cái cách hành xử như thế nào cho rất là đúng. Đó là lý do mà cuốn sách Việt Nam Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng của nhà văn Trọng Phong Vũ được đưa ra. Và trong cái tác phẩm này, quý vị muốn tìm hiểu cái vấn đề gì mà quý vị chưa biết, quý vị cũng có thể mua tập sách này. Đây không phải là một cái tập hồi ký riêng cho cá nhân ông, mà đây là một tác phẩm được thu nhặt lại tất cả những cái vấn đề đã xảy ra hiện tại và có thể là tương lai. Vậy thì đối với nhà văn Trọng Phong Vũ, tác phẩm này là tác phẩm thứ mấy đối với cái thời gian mà hoạt động cầm bút để mà viết những loại văn học chính trị mà ông đã từng viết? Phiến Đàn thấy là hầu như tất cả tác phẩm của nhà văn Trọng Phong Vũ không phải là tiểu thuyết đơn thuần mà là những tác phẩm suy luận, tham luận và mang tính cách chính trị. Vâng, thật sự ra thì tôi khó viết chuyện. Tôi có một tập truyện ngắn, tôi có một tập thơ, tôi cũng có một tập truyện dài. Nhưng mà tôi xin thưa ngay, quan niệm của tôi đối với vấn đề làm văn học nghệ thuật đó, không phải là vị nghệ thuật theo cái nghĩa người ta định nghĩa là chỉ việc ca ngợi mọi thứ, bất kể mọi thứ. Nhưng mà đối với tôi, cái quan niệm người ta phân biệt một là vị nghệ thuật, hai là vị nhân sinh. Thì chúng tôi muốn nghệ thuật được cái đâu thì được, tôi không quan tâm nhiều bằng cái chuyện mà phục vụ con người. Cái gì mà liên hệ tới con người, liên hệ tới phúc lợi của con người, dù là trong đời thường hay trong đời sống tâm linh, thì tôi đều nhắm tới và sùng thượng và đề cao và coi cái đấy như là đích điểm của cái đời cầm bút của tôi. Và vì vậy cho đến nay, nếu mà tính ở hải ngoại này, tôi có được 10 cuốn sách. Chúng tôi có 10 cuốn sách đó, trong số đó có khoảng chừng độ 3-4 cuốn nó có tính cách thuần túy tôn giáo. Tôi lấy thí dụ như cái cuốn mà năm 2000 mà khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra chọn năm 2000 là cái năm tôn vinh mầu nhiệm thánh thể, thì tôi đã thực hiện ngay một cái tác phẩm gọi là Thánh Thể Trung Tâm Đời Sống Giáo Hội. Và tôi nhớ rằng trong dịp đó thì cha cố Đỗ Thanh Hà, người vừa mới qua đời, đã viết tựa cho tôi cái cuốn sách đó. Một cái cuốn sách thứ hai cũng thuộc về loại tôn giáo, và tôi viết về cái cảm nghiệm của một người đã trải qua nhiều lần qua ở bệnh viện, để mà có thể nói rằng là có những lúc chạm mặt tử thần, để mà tôi viết thành một cái cuốn gọi là Bên Vực Tử Sinh. Tôi nhìn cái sự sống, sự chết qua cái nhãn quan của người có niềm tin Công giáo. Và sau này thì cái tập này cũng như là một cái tập khác, là cái tập Quê Hương Còn Đó, là một cái tập truyện ngắn cũng như tập thơ Dấu Chân Trên Cát, đã được Tiếng Quê Hương gom lại để mà thực hiện cho thành một cái gọi là cái tuyển tập.
Thế rồi ngoài ra chúng tôi cũng còn có một tập tập sách nữa viết về linh mục Phan Văn Lợi. Phan Văn Lợi người là ai? 450 trang đó tôi viết về một vị linh mục. Nhưng mà thật ra tôi muốn nói về cái con người can trường đã dám đi ngược lại một số những cái người không thích về vấn đề chính trị và đã dấn thân cho đất nước. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, Việt Nam tạm ngừng trong giây lát và trở lại. Chúng ta sẽ theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ trên Lidl, trên TV và chúng ta trở lại. Xin cảm ơn quý vị.